Lý Xuân Ô Dạo coi thường A Diên Bích Hải và khi phải đối đầu bằng Han Solo sẽ như thế nào? Phần 1. Nối tiếp phần trước thì mình và Azi đã có cuộc solo lầy lửa bất phân thắng bại và may mắn đã mỉm cười với mình. Sau trận thua đó thì bạn Azi đã rủ mình solo hai phần lo để bất phân thắng bại thêm một lần nữa. Ở phần 2 này sẽ nổ ra cuộc chiến cực kỳ gay cấn giữa hai con tướng lượng cho thần trưởng. Mời các bạn cùng xem. Bình yên.